Hello ác quỷ. Chú này ghê lắm. Đâu ghê gì. Con này có đầu xanh. Ủa mà sao có một cái đục bên đây vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Đầu cắt môi. Sai. Cái là đi chảy. Đi chảy. Đi chảy. Bàn chân đạp đất, mẹ trao cho tôi cặp mắt để mà nhìn cuộc đời này anh cực chân thật nhất. Đôi tai nghe âm nhạc chết đầu đội trời này anh bàn chân đạp đất. Đời ta đã từng sắp đặt tất cả đầu đội trời này anh bàn chân đạp đất. Ta nhìn thấy cuộc đời này bằng thứ âm nhạc chết vẫn vẫn sáng thức dậy Facebook của ta lại nổ đầu tiên. Không còn những ngày tháng tao cầm cái bút hay là vở ô ly. Ta sẽ xây bút mang từ bỏ ra đi. Ta sẽ xây dựng một công trình kiến trúc của riêng mình. Rồi đến lúc ta sẽ mở công ty. Hey what now, đang nắm trọn cơ hội. Thằng học sinh nhào rớt bồng tơi. Ê ê ê sao, giờ trên mạng xã hội các bạn đã vội nhắn tin rap inbox chồng ơi. Thằng bé càng lớn, thằng bé càng có, cho mình cái mức tự tin cao độ. Các cô hàng xóm quan hộ chào đón, từ nhà cho đến lúc ta đi ra chợ. Bang, 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 bang. Nhìn xem, ai đang làm rông làm gió. Hé lộ các bé sợ xanh mặt khi mà anh bật cái chế độ không sợ bố. Cây mạch là ta đã quen dùng, để cho những ai đang xem thường hè. Tất cả sẽ cùng thấy ta nghe bùng cháy. Dù không còn anh em tao lên cùng shout out thằng em. Dùng hết nấc, chỉ su và ta bung hết chất. Nhưng mà chất chơi là không đủ, lời nói là vàng và phải nói là làm. Bởi vì nhất ngôn là quân tử. Hoành ngang dọc, ta vào chung kết chắc, ta thỏa chí ta bồng ấy. Phương tiến thác đổ trùng dâng du rap tử nhiều năm. Vậy là đủ để cảm thấy an lòng đầu đội chơi. Và chân đạp đất, mẹ trao cho ta cặp mắt. Để mình nhìn cuộc đời này ấy, được chân thật nhất ở. Đôi ta để nghe âm nhạc chất đầu đội chơi này ấy. Và chân đạp đất, đời ta đã từng sắp đặt tất cả. Chơi này ấy, và chân đạp đất. Ta nhìn thấy cuộc đời này bằng từ âm nhạc chất nhật nhạc. Linh linh lấp lánh quên tai phát sáng. Che đi bao nhiêu cố gắng cho một tương lai chắc chắn. Quanh năm suốt tháng thâu đêm thức trắng. Lúc đó tao mang chất sáng neuron đi lên những tráng sổ. Từ ngồi xem YouTube là mày thấy á. Có ai biết cảm giác của những giây phút đứng sau cánh á. Có ai biết cảm xúc của mày khi mà xung quanh mình làm bao nhiêu bực tức của mày. Để rồi hôm nay là lúc mà tao đốt cháy tất cả. Bởi vì tao được cái gác ôm hôn. Mày đâu biết mình trở về nhà trong những cái xác vô hồn. Mày đâu biết có những cảm giác cô đơn. Tất cả chỉ còn đang thành ra giết những cái xác sổ vô. Cảm ơn những ai đã ở đó khi tao ra đường mở mắt. Cảm ơn những người chạy đến vô vai khi mà tao còn thở dốc. Cảm ơn những ai sẽ còn bên ta khi thấy quan long trở lời đất. Cảm ơn những người đã nghe, đã bên tao không có người hiểu bước. Rap Việt lúc 20 giờ thứ bảy trên kênh Vi Giải Trí. Mua ngay bộ sưu tập Vi Shop có cơ hội nhận ngay 150 vé chung kết duy nhất của Rap Việt. Xem ngay, ngoài hàng Anh, combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng, chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.